Rồi, hello, xin chào tất cả các bạn trên kênh YouTube. Thì hôm ra công việc nó bận rộn quá, không có làm cái video nào cho tất cả các bạn được. Thì hôm nay mình cũng sẽ ra một clip mới cho tất cả anh em. Đó là cái nguyên nhân vì sao ở dưới giấy máy đo chạy bình thường mà bỗng từ nó ra nhiều quá, nó bị sóng từ luôn. Chúng ta rờ là nhóm và thổi bay luôn trên tờ giấy. Thì đo chạy bình thường thì tròn từ là chuyện bình thường. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách để vệ sinh và xử lý luôn chi tiết. Nói chung là lâu rồi không làm video nên hôm nay làm video nó hơi dài. Thì anh em đón xem clip, xin mời anh em theo dõi. Đây, nguyên nhân này, đo chạy này, máy không chưa bô lỗi này, nó vẫn chạy bình thường này. Đó. Bị đen này, đó. Tại giải đo đẹp nó bị đen này, đó. Nhìn nè, chỉ bị ở dưới đít đầu này. Đó, rờ này rất là nhóm này, rờ rất nhóm này. Đó, đây là từ này, rờ nhóm là chỉ có từ này. Đó, nguyên nhân vì sao bị như thế này. Đây, mình sẽ hướng dẫn nè. Đi coi á. Đồ tới ngày 10 liền à. Chưa có là mình đâu nhá. Đặt bắt đi đang đây. Đây. Tròn từ luôn này. Bọn nhìn nè, phun luôn từ ra nè. Đó, từ đến nỗi mà phun từ ra luôn nè, nguyên tiên khai ra trong từ không nè. Đó, thấy chưa? Hướng dẫn luôn. Xử lý. Vừa mực nè, bên đây là mực nè, vừa mực mà bên đây là từ ra nè, từ bung ra luôn nè. Từ nè, nguyên một khai trong từ nè. Là có nghĩa là do cái thằng từ này rồi, quá nhiều. Thì mình sẽ bắt đầu thanh chỉnh lại. Đó. Quá dư. Dư lại là từ ra quá nhiều, dư đi, dư nó mới tròn rồi. Chúng ta sẽ canh chỉnh lại. Coi nè, coi cái đeo con mai. Coi nè, có biếu nè kia vô. Sáu bộ đúng không? Trước tiên. Sáu bộ. Mở, ấp. Rồi, coi. Năng lượng, 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 năng
Đó, sau khi chúng ta mở chốt hai bên này và hai bên này, ta sẽ lái được cái radar để kiểm tra này. Đó. Đây, nhìn này. Thì một chạy lao ngày nắm nó chết nó bóm rồi này, dẫn đến hiện tượng bó và nạn. Ta phải đánh tơi cái mực rồi. Như vậy là xong, là sẽ tiến hành canh chỉnh rồi này, mình canh chỉnh bo hàng ốc này ha, xong chúng ta sẽ lắp vào thôi. Tiến hành chiến vào vệ sinh rồi à, sao lắp vào thôi.
Thì sau khi mình hướng dẫn cho tất cả anh em trong cái lỗi này thì có gì thắc mắc anh em cứ bình luận bên dưới hoặc là cứ nhắn tin qua Zalo trên mô tả bình luận, mình có để số điện thoại di động, và anh em nào cần cái lỗi gì thì vào trong kênh trực tiếp tìm, sẽ có rất nhiều lỗi cho tất cả anh em dịch vụ. Chạy lâu ngày thì đường nào anh em cũng sẽ gặp cái trường hợp đó, vì đó là những cái trường hợp mà mình chạy thông dụng hàng ngày nó gặp. Mình đã làm hết tất cả video cho tất cả anh em á, thì anh em nào xem xong thì nhớ cho mình một lượt subscribe cũng như một lượt đăng ký kênh, nhớ chia sẻ và cho một lượt bình luận nhé. Hẹn gặp lại tất cả anh em trên một clip mới.